Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Chiều ngày hôm nay là chiều ngày thứ hai, ngày 25 tháng 6. Nếu tôi không lầm là các anh em nào mà đang thi tốt nghiệp và cả thi đại học, tức là gộp chung năm nay đấy, thi tốt nghiệp đại học năm nay thì chắc giờ này vẫn đang thi toán đúng không? Giờ này vẫn đang thi toán. Lúc nãy thì tôi có tí việc, tôi đi ra đường. Tôi đi ngang qua một cái trường tiểu học. Thì chắc là cái chỗ đấy là cái địa điểm chắc là đấy là cái địa điểm thi ý. Thì thấy ui dồi ôi, các bậc phụ huynh xếp hàng khổ. Thấy các bậc phụ huynh xếp hàng xếp hiếc ngồi đợi con mình thi mà tôi nhìn trông cũng vừa thương vừa coi như là vừa không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Là tầm này vẫn đang thi đúng không? Ừ. Các anh em nào mà giờ này vào đây xem tôi chơi game là chứng tỏ là một là sáng nay thi văn coi như là vào cái đề bài hai đứa trẻ là lạc đề để giấy trắng biết là trượt tốt nghiệp cho nên là bỏ thi buổi chiều luôn đến đây xem tôi stream. Hai là thi tốt nghiệp là xong lâu rồi, qua tuổi đấy rồi. Ba là chưa đến cái tuổi đấy. Chuẩn không? Chứ còn giờ này vẫn còn đang cắm đầu cắm mũi và đang thi toán thì sao mà gì được, đéo thèm thi luôn à? À, đến giờ đi làm thì stream á? Giờ này bây giờ là mấy giờ mà đi làm? Thôi ở nhà đi làm. Thật. Rồi ngày hôm nay chúng ta sau mà vài buổi chơi con Outlast kinh dị, hôm nay tôi lại quay trở lại với tiết mục sinh tồn của các anh em Việt Nam ở trong con Rus. À, nếu mà anh em còn nhớ trong cái buổi trước tôi đã từng chơi một phần một lần rồi. Đó là tôi sẽ vào cái server của bọn Nhật Bản, cái tên của nó đây. Anh em nào mà có con Rus anh em có thể vào anh em tìm nhá. Tên server của nó đây, tôi có thể dịch nhanh sang tiếng Anh nhưng trước tôi đã dịch đấy. Maria Ozawa Yuihatanoi Iku Kimochi. Đây là cái tên server. À, đang có 23 trên 150 người. Chúng ta sẽ cùng vào. Hôm trước là coi như là cuộc khởi nghĩa của các anh em Việt Nam đã bị dập tắt ngay tại căn cứ. Bị chúng nó vào, nó giết ngay tại căn cứ luôn, lấy sạch đồ. Hôm nay chúng ta sẽ lại phải làm lại từ đầu thôi. Không sao anh em ạ, Việt Vương câu tiễn. Chúng ta làm lại từ đầu. Rồi, John server nhá. Ừ, hôm nay báo thù bọn Nhật. Bọn Nhật lùn nhớ tao. Các anh em Việt Nam vào đây đi. Các anh em Việt Nam nào có rút vào đây gộp chung. Cộng đồng của chúng ta phải mạnh. Bây giờ bọn Nhật nó có đến 23 thằng ở trong server. Việt Nam mình có vài người làm sao chống được. Chúng nó có 23 người thì Việt Nam chúng ta phải có 46 người. Ta đập nó thì mới được. Đấy, theo nguyên tắc của chiến tranh nhá, đó là với một quân đội tấn công thì cái số lượng phải đông ít nhất là gấp 2 lần quân đội phòng thủ thì mới có khả năng chiến thắng được. Đấy. Em yêu anh Ngọc Tây. Ừ. Em mẹ em nghe anh dịch xong em bị mẹ em đánh luôn. Ôi khiếp, mẹ em cũng biết tiếng Nhật cả. Cũng kinh đấy nhỉ. Mẹ em còn biết cả tiếng Nhật thì chứng tỏ là cũng ghê đấy. Game đường đời bất tận đã hoàn thành á? Thấy à? À ừ đúng rồi. Thấy à? Cũng thật là hoàn thành rồi không? Tôi không biết tại vì là từ sáng giờ tôi rất là bận công việc riêng đi rửa bát. Thành ra là cũng không theo dõi được. Đường đời bất tận xong rồi à? Ờ được thì tôi clip luôn. Ừ, rồi. Hôm nay ừ, cảm ơn các anh em có lòng có tâm quá. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm ngày thành lập kênh trực tiếp game ở trên YouTube. Nếu mà con game đấy xong rồi thì tối nay sẽ livestream con đường đời bất tận. Ui giời ơi hay đấy nhỉ. Tôi cũng nóng lòng muốn được chơi lắm. Đây đang vào đang loading anh em. Nói lắm gì đang loading đợi tôi tí. Hai năm kỷ niệm miết vậy. À đây tôi phải giải thích cho anh em như thế này. Cái tháng 5 ấy tôi kỷ niệm là kỷ niệm thành lập page trực tiếp game trên Facebook là tháng 5 nhá. Tháng 6 thì lại là kỷ niệm tôi thành lập kênh trực tiếp game trên YouTube. Đấy, cho nên là lắm kỷ niệm lắm. Giống kiểu 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy, dồn ra dồn dập 2 ngày liền ấy, kiểu như vậy. Sao kêu kỷ niệm đi uống bia thì cái gì lại bị thằng nào nó giết thế này. Mẹ. Sao lại có giáo đường ở đâu đây? What the fuck?
Anh em ơi, có giáo đường người Việt rồi, có giáo đường người Việt rồi. Ui dồi ôi, cộng đồng các anh em Việt Nam ngon thế sao? Còn làm sao cho tôi giường luôn? Oh, đây rồi, giáo đường đây rồi. Logo của coi như là giáo phái đây rồi. War Room FIFA VTV HTV GameK. Mẹ anh em nào xây cái này? Phòng thay đồ à. Lực lượng Việt Nam của chúng ta trong này lớn mạnh rồi anh em ạ. Hay đấy. Hay. Đây rồi. Giáo đường phòng thay đồ đéo chống hoách chống hoác này. Mẹ. Phòng thay đồ đéo gì. Ôi giời. Chết tôi. Server đây, tôi nhắc lại với anh em cái server đầu tên toàn là tiếng Nhật thôi. Anh em phải vào tìm nhá, lúc nãy ở ngay đầu video ấy, server toàn tiếng Nhật thôi. Konnichiwa. Cái gì? Tôi vừa nghe có tiếng giọng Nhật. Konnichiwa. Konnichiwa. Vừa có thằng đéo nào chào tôi bằng tiếng Nhật nhở? Konnichiwa. Tớ mình đang đói. Để đi đớp à. Chắc là các anh em Việt Nam phải lên tận đây để xây giáo đường ở trên đây cho nó xa. Anh em hiểu không? Cho nó xa cái khu vực của cái bọn người Nhật. Thì mình mới có cơ hội sống. Vừa nghe có thằng nào Konnichiwa to lắm cơ mà. Uống nước phát đã. Con này nếu mà anh em nào chưa biết thì nó có tên là Rus anh em nhá. Nó có tên là Rus. Đấy. Nó có tên là Rus. Một con game sinh tồn. Ơi, trên này lạnh thế. À! Mở cửa ra. Ôi rồi, chào em Hiếu. Hello em. Em là người xây cái này à? Đi, khóa mẹ cửa tôi vào rồi. Có đồ gì không? Ôi mẹ, nhiều đồ lắm. Nhiều đồ lắm. Đớp cái này ra xây nhà luôn. Phải ra xây cái nhà riêng anh em ạ. Giáo chủ phải có nhà riêng chứ. Tự nhiên lại đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vào đây tự nhiên lại có một đống đồ. Để đồ lại. Để đồ. Vãi lìn. À đây 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 làm cái gì? Làm kinh thế. Lấy gỗ thôi. À lấy gỗ thôi à? Ờ được được, thế thì được. Đây. Cho xin cái búa với lại cái ấy nhá. Cái búa với lại cái xây nhà nhá. Đây giả cái rìu đấy nhá. Anh game kịp lìn. Rồi. Đấy. Xin cái áo mặc cho nó ấm, còn lạnh chim quá nhá, Hiếu nhá. Khổ. Vâng. Vâng. Đã có chót xin. Xin cái rìu gỗ chặt đá nhá, rìu gỗ thôi, chặt đá thôi nhá. Cho xin cái rìu gỗ chặt đá. Lấy mẹ hết đi. Lấy mẹ hết đi đâu, đéo lấy, đéo lấy. Ăn xin nó phải có cái tự trọng chứ. Em có súng rồi, anh Dũng có lấy không? Thôi tôi tự đi ra, tôi tự xây nhà đây. Có quần áo ấm rồi. Anh em Ngọc Hiếu lấy mẹ nó hết luôn đi. Để tớ phải tìm cái chỗ nào xây nó đẹp đẹp đẽ một tí. Để anh ấy tự khám phá. Đúng. Hãy mang đồ cho anh. Còn lại để anh tự lo.
Server đây nhá, tôi nhắc lại về anh em cái tên server ở đây nhá. Đây. Anh em mình thấy cái tên server chưa? Đấy, cái tên server đấy. Anh em mình thấy tên server chưa? Tên này này. Nó là nằm ở trong cái phần community nhá. Server nằm trong cái phần server community. À, nó có toàn chữ tiếng Nhật thôi đấy. Anh em cứ nhớ là ba cái từ ký tự cuối của nó là một dấu gạch ngang, xong một chữ V ngược với cả một dấu gạch ngang nhá. Đấy. Next wild là mùng 7 à, mùng 6 tháng 7. Rồi. Maria Ozawa Yuhatano Iku Kimochi. Đấy là tên của server. Rồi tôi tìm chỗ nào nó ấm áp tí tôi xây nhà phát. Từ đã. Các anh em Việt Nam đừng tiết lộ vị trí nhé. Bọn Nhật nó sang nó giết đấy. Cấm không được tiết lộ tọa độ nhà chung. Mẹ cái thằng Miwako kia là thằng trước giết tôi. Thằng mất dạy. À, rồi anh chỉ xây ở đây thôi mà. Anh xây ở đây thôi. Rồi. Anh xây ở đây tôi Hiếu ạ. Ok, Hiếu cứ để anh tự xây. Em đi farm đồ làm súng siếc chuẩn bị phòng thủ đi. Không ban được, đây là server bọn Nhật, server tôi đéo được mà tôi ban. Anh em nghĩ gì? Được rồi, đây xây nhà ở đây, trông chỗ này có vẻ đẹp. Mình sẽ có một cái vị trí tốt đẹp để có thể nhìn xuống phía dưới. À, xây lấp ở đây được, đéo ai nhìn thấy. Rồi, ok. Bắt đầu. Tiếp tục xây lại ngôi nhà thân yêu. Chiến dịch xây nhà bắt đầu. Ôi mẹ chỗ này cao. Rồi rồi. Nhà xây theo kiểu một đường vào này cho nó dễ các bạn, mẹ tổ sư. Đỡ bị chúng nó giết. Rồi ok. Đấy, tạm thời tầng 1 này thôi. Áp lại K2 đi á, K2 là cái gì? K2 hôm qua chơi Sea of Thieves á? À, cái ca đấy up lại làm gì? Ca đấy có chơi làm gì, có cái gì đâu mà up anh em. Ca đấy có bắt được cái con gì đâu. Ca đấy chán òm, thành ra tôi chẳng up nữa. Rồi. Ờ, lên tầng 2 thì mới làm cái lên tầng 2 thì mới làm cái ấy. Rồi, cửa nhà. Xây cầu thang tầng 2 luôn. Teren ten ten teren ten 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 teren ten ten. Con mẹ chết rồi. Xây đi đâu lên được rồi, ngu rồi. Làm nào bây giờ? Từ. Cái búa này có phá được không nhỉ? À đây. Rotate được, mày quá. Mẹ. Đây, muốn lên gác phải chịu khó nhảy nhảy này tí vậy. Mẹ, này có nhục được không? Không có gì đéo được. Mẹ, thế có nhục được không? Có làm nào đập được cái này đi không anh em nhỉ? Từ tôi làm những cái... Đập cái này ra mới được. Từ xem nào. À rồi. Rồi. Đập nó ra đã. Xây chỗ này. Đây. Vào đây sẽ có cầu thang tầng 2 luôn. Thế cho nó dễ. Đấy. Rồi.
Trên này sẽ là khu vực gọi là khu vực nhà chung. Đấy mày không? Khu vực nhà chung. Đấy, lại đẹp ngay. Mọi việc lại ngon ngay. Rồi, rồi bây giờ xây một cái phòng để chứa cái tủ đã. Trong này sẽ làm cái phòng chứa tủ. Ôi vậy, trồng hoác này à? Đấy. Đấy, có thế chứ. Phòng trong này sẽ là phòng gọi là phòng ngủ và phòng gọi là chứa những cái đồ quý như là tủ tiếc của nhà tôi sẽ để trong này. Đấy. Nâng gỗ lên. 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 Rồi, làm cái cửa. Làm cái cửa với cái khóa đã. Làm tiếp cái tủ nữa. Mẹ ngon ngay. Đây tầng 2 sẽ là nhà sinh hoạt. Nhà vệ sinh lên tầm cao mới. Em muốn chơi nhưng không đủ cấu hình á. Con này thì cấu hình của nó thì anh em cũng phải cần phải có RAM khoảng tầm 6 đến 8 GB. VGA thì khoảng tầm 1030 trở lên. Cấu hình của nó thì đúng là cũng hơi thực ra thì nếu mà cố thì cũng vẫn được. Mình rồi. Đây là khu gọi là khu nhà sinh hoạt chung. Nhà tôi sẽ xây tôi sẽ làm cái cầu thang để các anh em Việt Nam có vào đây thì còn có nhà sinh hoạt chung. Anh em có thích thì anh em vào. Thang đâu? Ố sao đéo đặt được thang ở đây nhỉ? Mà thôi, mẹ xây nhà sinh hoạt chung xong rồi, mẹ về sau toàn bị nó vào, nó lợi dụng nó vào, nó giết thôi. Tốt nhất là đéo nên xây nhà sinh hoạt chung anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Ít vẽ tường. Đây là nhà riêng của tôi nghĩ lại rồi. Lần trước bị thằng Nhật Bản nó vào, nó phá xong. Cửa đâu? Cửa. Đây rồi. Từ từ xem nào. Ờ, ok. Các anh em Việt Nam đâu cả rồi? Đến đây nhanh nhé. Tôi không tiết lộ được tọa độ vì bọn Nhật nó sẽ biết. Bây giờ làm thế nào để chat được bằng tiếng Việt Nam mà bọn Nhật nó không nhận ra được là như thế nào nhỉ? Tọa độ mình đang ở K22. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để chat bằng tiếng Nhật nhỉ? Làm thế nào để chat bằng tiếng Việt mà bọn Nhật nó không nhận ra là như thế, hay là viết thế này nhỉ? Việt Nam ở cái gì? K22 nhé anh em. K22 đúng rồi. K22. Ok ok. Nam bưởi to. Nhà bạn Nam này là kinh doanh bưởi. Và bạn ấy đang PR cái bưởi của nhà mình. Nam bưởi to. FBO Dragon. Thế này. Thanh anh em Hiếu vào ấp nhà kinh vãi đái. Alo. Rồi, hello, anh em nào đây? Em về, alo anh ơi. Em đằng sau này. Rồi, chào em. Rồi, chào em, rồi, đi.
đi coi như là gì, đi đi lấy gỗ đi xây nhà đi em, muốn là người Việt đang cần sự đóng góp, phải có lao động thì mới thành công được. Đây xây tủ. Đấy. Tạm thời cất gỗ vào đây. Các anh em Việt Nam tôi đề nghị là vào đây là lập tức đi lao động ngay. Lao động là vinh quang. Muốn cho buôn làng người Việt của chúng ta có thể có thể tồn tại lâu dài, trường tồn với thời gian thì chúng ta phải lao động, anh em hiểu không? À. Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, học tập tốt, lao động tốt. Rồi. Giờ tôi đi ra kiếm cái kiếm một ít vải để làm cái giường nằm đã. Server kicking kile. À đây, đi nhặt cái này để làm cái giường nằm đã. Để đeo có cái giường thì cũng hơi khốn nạn. May có cái áo của anh em Ngọc Hiếu. Tổ sư. Ở trên vùng lạnh này không không lo bị làm sao. Phải đây. Sao em? Rồi rồi, cảm ơn em. Rồi khiếp. Anh em có lòng có tâm vãi cứt. Rồi, chúng ta có giường rồi. Làm một cái này chứa đồ tiếp. Rồi. Rồi. Chúng ta cần có đá để làm cái này. Cần có đá. Rồi tôi làm cái quần mặc vào cho nó ấm đã. Quần. Một cái biển. Rồi đi kiếm hòn đá đã. Đợi 300 giây. Sao lại phải sao lại đợi 300 giây? Có anh em nào vừa bảo đợi 300 giây. AMDR5M420 cố gắng chơi có được không mọi người? Này thì tôi chưa dùng AMD bao giờ, tôi không rõ. Tôi không biết. Nhà bị hở tường à? Ờ rồi, tí về tôi sẽ cải tạo lại cái nhà. Nhà hở tường thật hả anh em? Tổ sư cả nhà cả cửa thế đéo lại hở tường. Rồi tí về tôi sẽ fix. Anh em chịu khó đợi tí. Rồi tôi đi kiếm ít đá đã. Bây giờ là thời kỳ đồ đá. Đồ gỗ và đồ đá cho tôi đi tìm đã. Anh ơi em qua em. Vợ chồng anh phủ. À vợ chồng A phủ như anh bảo. À à vì rồi ôi tối hôm qua livestream tôi cứ chém gió là hôm nay là ở đâu. Ờ hôm qua tôi chém gió là vợ chồng A ôn vợ chồng A phủ à. Xong cuối cùng đéo phải à. Ui giời ơi khổ thân anh em. Ai đời lại thế mà giờ không. Ôi có nhiều nấm lắm. Tích chữ mít nấm về. Hôm nay là đề văn là vào hai đứa trẻ đúng không? Đức Toàn phát lại hả anh em? Phát ba đít bây giờ. Phát lại và một vật. Chỗ này có cả cái trạm lấy nước này. Ngon phết. Chỗ này khá là nhiều tài nguyên. Đây K22. Nhé anh em Việt Nam. Cấm không được viết tọa độ ra. Không bọn Nhật nó biết. K22 nhé. Đấy, đoàn kết lắm. Tôi chỉ sợ bọn Nhật nó lại cho cái này, nó cho vào trong Google Translate. Mẹ nó Translate thì bỏ mẹ đi, đéo đùa đâu. Bọn nó thấy chat thì tôi nghi chúng nó cho vào Google Translate lắm. Nó mà cho vào Google Translate thì đúng là vậy. Ăn loèn cả lũ đấy chứ đéo đùa đâu. K22
cái từ tất nhiên là không giấu thì cũng có thể, hy vọng là như thế, hy vọng là nó không biết. Tổ sư đi xa vãi cứt mà vẫn coi như là không có một tí đá nào. N A D G G nốt mấy cái bọn Nhật đấy. Fuck JP. Noob. Anh ơi, bảo trưởng ban hợp tác xã phát nông cụ cho người nông dân lao động. Đéo có đâu em ạ. Thời kỳ bao cấp qua lâu rồi. Now you are only so 3k ra cô núp ấy giả. Và thằng này là Nhật thật anh em ạ, nó còn biết cái từ 3k luôn. Oni-chan hentai 3k. Mày tưởng tao không biết à? Chat phát cho thằng Nhật tao sợ. 3k là ngu ở trong tiếng Nhật đi anh em. Giống kiểu trong tiếng ở đây là thằng đéo nào thế này. Con mẹ thằng nào viết vào đây đây. Khốn nạn. Ủa thân tôi phá thì làm sao được cái này bây giờ. Ủa. Ôi dồi ôi. Khốn nạn. Khốn nạn. Đấy, vừa mới đi ra ngoài một cái là vào trong là. Nhìn nhìn. Nhìn mới kinh chứ. Nhìn cái cứt. Đi chỗ khác. Nhìn cái đéo gì. À đây 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 đây. Đây. Phải lại ngay. Lão lều. Đấy. Ơ. Ấy. Này. Ấy. Ngon ngay. Rồi. Đó rồi, biển đó rồi. Ba. Nào. Rồi. Tiếp tục. Cờ Việt Nam ngay. Win GP á? Mỹ Linh á? Chắc hôm nay đi làm rồi. Hôm trước về nghỉ ốm, hôm nay chắc đi làm rồi. Anh em phải cho người ta đi làm chứ. Thời gian đâu ra rảnh rỗi mà ngồi đây chơi game. Tôi chẳng qua là bị bà chủ quán phở đuổi việc. Tôi mới ngồi đây có thời gian chơi game cho anh em xem. Rồi đấy. Cờ Việt Nam tung bay luôn. Bọn Nhật nó đang cố tình khiêu khích. Nhật đang cố tình khiêu khích để coi như là team Việt Nam bọn tôi nói ra địa vị trí để nó đến nó mất dạy đấy. Bỏ mất dạy lắm. Rồi. Có gọi là hòm đồ chứa riêng đây rồi. K22 đúng rồi.
Sao anh không rủ Ngân vào chơi á? Ngân dù biết đâu được mà vào chơi. Cái anh em buồn cười. Mỗi người, tôi nói với anh em rồi, mỗi người đều có việc bận, việc riêng. Có phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi đâu. Nào, để up cái nhà đi nghe nào. Rồi đấy, tầng 2 cứ để thông thống mẹ như này cho nó nhanh. Rồi, ấn đi, anh quên. Và tôi sẽ đi đi kiếm đá về. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là kiếm đá về để nâng cấp cái phòng trong này này, lên toàn bộ là đá. Đấy. Nhiệm vụ tiếp theo là nâng phòng này lên đá để cho bọn kia nó không phá được nhà mình. Đấy cũng là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Giờ phải đi kiếm đá thôi. Tôi bảo với các anh em, thằng này nó làm nào vào nhà tôi ở vãi cả lìn. Thế đéo đâu. What the fuck? Mẹ sao nó lại vào được nhà tôi, cửa khóa rồi cơ mà. Mẹ. Nhà thì nhà công cộng à? Vãi cả lìn. Bù lều. À đây đúng rồi, nhà có cái chỗ hở ở đây đây. Nhà đéo hở này. Tự xem nào. À đếp. Sao nó cứ vào được nhà tôi là thế nào? Nó có chìa. Tại sao nó lại có được chìa nhỉ? Nhà tôi bây giờ thành nhà mẹ. Nhà tôi bây giờ thành nhà công cộng mẹ rồi, khổ vãi cả lìn. Đấy là tôi còn đéo làm chìa khóa luôn. Sao anh chơi được vậy, nó đang bảo trì. Nào đâu anh em nào, cái gì đâu, sao? Việt Nam nãy giờ vẫn chưa thấy thay đi nào chạy đến đây cả. Tôi thấy mỗi một anh em nãy chạy đến đây. Chưa thấy anh em nào mò chạy đến đây cả. Khổ thế. Đi, khai thác đá thôi. Em đến đây anh ơi. Nhảy mẹ lên. Xa quá anh ơi. Xa lắm. Cố lên anh em. Ở đây rất yên bình. Đường đi Tây Trúc còn quá xa. À ờ không, xây cầu thang cạnh nhà thì đúng rồi. Mà tôi chỉ không hiểu tại sao mà thanh niên đấy lại có thể vào được, mở được cả cửa nhà tôi. Mặc dù cửa nhà tôi đã khóa. Thế giỏi chứ. Mà tôi có làm chìa khóa đéo đâu. Thế kinh. Thôi nhà cho các anh em Việt Nam, thích thì anh em Việt Nam vào thoải mái kệ anh em. Tôi chỉ coi như là, tôi chỉ quan trọng cái phòng mà phòng chứa tủ thôi. Cho các anh em Việt Nam, thích anh em vào thoải mái. Nào mặc cái quần vào trông cho lịch sự nào. Đây rồi. Đi tìm đá thôi. Bị kích liên tục đờ mờ bọn Nhật. Đấy là. Chắc là do hack chứ gì. Hack thì nó mới hack, nó mới kích chứ. Sao anh không làm AFK nhà đạt ốc á? Ôi mẹ, có nhà thằng Nhật đéo nào đây nhìn kinh này. Đéo ổn. Có một thằng Nhật nhà rất gần khu Việt Nam, đéo ổn. Mẹ nó nhà nó kinh lắm. Thôi coi biết thế. Nhà đất ốc thì có cái vẹo gì đâu. Nhà, nhà nó phải có cái gì đặc biệt thì mới đến chứ. Như nhà Vũ chẳng hạn có coi như là nhà Vũ chẳng hạn có hệ thống gọi là điều khiển bằng giọng nói đến mới có cái vui. Còn nhà đặt ốc thì làm gì có cái gì. Về nhà đi anh ơi. Sao em đi đêm bị trịch. Chích giáo gì?
thoải mái đi. Yên tâm đi em. Anh là giáo chủ. Đéo ai giết được anh. Nhà kia là nhà tôi đấy, đang làm nhà, đang đi kiếm đá. Kiếm đá về nâng cấp cái phòng chứa tủ lên. Đang đi kiếm đá với lại kiếm sắt. À sắt thì chưa có. Đấy, kiếm đá trước đã. Có đá để phòng thủ cái nhà đã. Khu này có vẻ khan hiếm đồ quá. Chả có cái mẹ gì. Stone đây rồi. Metal ore mang về để chuẩn bị làm cái lò đất nung. Làm cái lò đất nung là cần phải có metal ore. À qua thì cần phải có làm cái lò đất nung thì mới biến cái metal ore thành metal được. Fragment. Sau đấy thì mình mới làm được cái cửa khóa pass. Trời tối rồi. Bảo các anh em Việt Nam cho á thôi. Chơi thế. Còn rất nhiều anh em Việt Nam đang đến đây cần sự giúp đỡ. Tôi được giúp đỡ rất nhiều rồi. Giờ để dành lại phần cho các anh em khác còn được sự giúp đỡ chứ. Mẹ tối om rồi. Đi về thôi. Mình đi hơi xa. K22 kia. Sắp tới nơi rồi, cho em xin đống lửa lạnh sắp chết. Úi giời, khổ của em gái. Có bạn gái đang coi như xin đống lửa nào nữa. Anh thì anh về đây. Anh đang về đây. Yên tâm. À, bọn Nhật kệ mẹ chứ. Kimochi. Về ôm cho nó ấm, đúng. Về nhà ôm bạn cho nó ấm. Châu Huệ Linh. Hello my friend from Japan, I'm from Vietnam. Ấy già. Thanh niên Châu Huệ Linh cũng đã vào đây rồi. Các anh em Việt Nam có vẻ đông đủ đấy. Buôn làng người Việt lại đông đủ như xưa rồi. Thân làm người giáo chủ tôi rất vui. Tôi rất vui. Vui lắm. Các anh em Việt Nam lại, chúng ta lại có giáo đường rồi. Vui VCL. Vui cả cậu. Giờ này không biết là các anh em đi thi đại học đã về chưa nhỉ? FBO Dragon, em đang đèn đỏ. Anh Dũng không đi thi học à? Cháu anh đi thi thôi. Anh đéo cần thi. Đó, về gần đến nhà rồi. Tổ sư. Mỗi lần đi kiếm ở đây hiếm đá quá. Cái địa điểm này được cái là gỗ nhiều, yên bình. Nhưng mà lại bị một cái là hơi hiếm đá. Mà hiếm đá là rất là khổ. Hiếm đá là rất là khổ, rất khó để có thể phòng thủ. Nhà mình mẹ đèn đóm đéo thì kinh kìa. Nhà tôi đã lên mẹ tầng 3 rồi, kinh vãi. Mẹ khu nhà chung, mẹ nhà nhìn kinh không? Hello. Rồi, chào các anh em, chào hello các anh em Việt Nam. Tầng trên anh ơi. Đúng rồi. Sao em xây thông thống như thế này rồi mẹ. Thông thống này bọn Nhật nó vào đấy. Nhà lại tan hoác ra. He is 3K. Đấy là mẹ cái bọn mất dạy. Nó cứ gọi tôi là 3K mới mất dạy. Rồi. Up
cái sàn lên đá ngon ngay. À, làm nào áp được cái cửa lên đá bây giờ nhỉ? Đây 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 đây, áp cái này lên đá tiếp. Lên đá tốt, lên đá tốt. Hết rồi. Ít nhất thì mình cũng đã có 3 mặt đá rồi. Nâng thêm cái mặt này đá nữa là ok đấy. Nâng thêm mặt này đá nữa ok. Còn cái hướng này là có cái... Là ông nào có cửa đây. Các anh em Việt Nam đến rồi. Ôi dồi ôi, khiếp. FBO Dragon nhà ở đâu mà đồ đạc ngon thêm. Mẹ, vãi cả lìn. Được đấy, xây nhà ở đây đi để còn bảo vệ bọn tôi. Bây giờ đang mẹ ở đây nghèo lắm, đều có súng ống gì. Bây giờ cần một thành viên có súng ống để còn giúp mọi người nhá. Ở đây nhá, không đi đâu đâu, nhớ chưa. Làm hộ cái túi ngủ. À túi ngủ à. Đây đây để xem nào. Anh hết vải rồi, không làm được. Ok anh, nghĩa vụ của em. Ok Thanh em. Cái đeo gì đây? Ta miễn lễ. Ta miễn lễ nhá. Ừ. Thôi. Như bổ củi này nó chết tôi không mà chết tôi cụt. Nào đi thì đeo được thôi. Thỏng ba nó mất cái rồi. Rồi cho đá vào đây đã. Nhà mình đang bị đi cây. Mẹ xây đá lên cái là nhà đi cây ngay. Thank you anh em đã báo cho tôi biết. Có cái gì đâu mà nhìn. Các em đây là nhà chung nhá. Mọi người mang giường chiều đến đây ở đây. Con này có tên là Rus nhá. Rus. Mẹ thế này thì cái cửa này có tác dụng đéo gì khi mà mẹ cửa ấy chả có cái tác dụng đéo gì. Thật với game luôn. Từ từ để làm cái đống lửa. Làm mấy cái đống lửa đây cho sáng sủa. Không có chả nhìn thấy cái mẹ gì. Ok. Đi lao động đi. Lao động là vinh quang. Mọi người yêu cầu đi lao động đi. Kiếm đồ đạc các thứ về. Xây dựng buôn làng người Việt cho nó mạnh mẽ. Còn đi coi như tấn công bọn Nhật. Đứng đây nhìn nhau để giải quyết vấn đề gì. Trên răng dưới các tút. Đi nhanh. Tôi là đốc công đây. Và vật. Đây. Úi dồi ôi. Bị làm sao này. Ông nào còn vứt cả metal ox nào. Hình như đang sên à. Ờ con này đang đang summer sale. Thành ra là anh em có thể sẽ thấy đang summer sale. Thành ra nếu mà anh em có ít tiền thôi là anh em có thể mua thoải mái đấy. Summer sale con này có 70k thì ngon quá. Tôi chưa được xây ở trong nhà ông Dũng nên xây ở ngoài nhà. Ok. Xây nhiều nhà vào anh em. Còn có chỗ mà trú ẩn. 69k kìa. Game bây giờ còn có 69k thôi. Anh em có thể mua trên Steam hoặc là mua tại divinshop.vn nhá. Ở đây cái con mẹ nó chó nó thế nào. Tại sao anh game lại viết chữ chó vào đây. Rất mất dạy. Ơ từ từ.
À, cu bé, cứ tưởng là chó cu bé thôi cũng được. Ok. Tối không nhìn thấy gì mà say. Rồi, không sao. Đấy này, làm cái đuốc ở trên, à, làm cái ngọn lửa trên này cho sáng sủa nhà cửa cho anh em Việt Nam vào đây nữa. Sáng sủa phát đã. Rồi, trời sáng rồi đấy. Nhìn chữ cu bé, tôi nhìn nhanh quá, tôi nhìn mẹ ra thành chữ chó, anh em thông cảm. À, trời sáng rồi, tắt lửa. Rồi, 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 rồi. Ý của anh em Ngọc Hiếu là trời sáng rồi là tắt lửa đi. Rồi. Chết thế này. Anh em đi farm. Anh Dũng ơi, tê lên về 22. Anh có phải admin đéo đâu em. Người nông dân ra đồng từ sáng sớm đúng. Nào đi, đây là kiếm đá nào. Ui giời ơi. Thân phận người nông dân. Đi kiếm đá nào. Ui giời ơi. Where is the đá. Anh em đi lao động nhá. Và vẫn. À đây rồi, đá đây rồi, hay quá mẹ, ngon quá. Đây rồi. Ơ à! Anh ơi, các bạn lớp em bảo anh có một vợ hai con. Bọn mất dậy. Mất phép đấy. Lag đứng hình á? Anh em nào lag đứng hình thì anh em thử F5 nhá. Chắc thỉnh thoảng nó hơi lag một tí. Buổi chiều mà. Chiều chắc mạng nó không mạnh bằng tối bởi vì chiều nhiều người dùng hơn. Mẹ nhà của cái thằng Nhật Bản này sẽ là cái thằng đầu tiên sẽ bị bọn tôi rát. Phá hủy cái nhà cái thằng này. Điện thoại anh em không F5 mà thì anh em thoát hẳn app ra. Sao anh em vào lại app? Để tôi giết lão béo đó cho. What the... Sao có tiếng trực thăng nhở? Mày đéo đùa đâu nhá. Đi kiếm tí đá mà vất vả vãi loèn. Heli đang bắn đứa nào ấy? Như bọn Nhật đang bắn nhau với Heli sao? Tối stream game gì vậy anh? Lúc nãy thấy có anh em bảo là siêu phẩm đường đời bất tận GOTY Game of the Year 2000 coi như là 010. À từ làm cung. Chứ làm được cung mới đau chứ, thiếu cờ lốt mới đau chứ. Làm tạm này vậy. Lên tôi phải giết con ngựa kia. Kiếm tí thịt đã. Đá ở đây một đống thế mà ông không thấy mắt ông lé à. Úi giời ơi, anh em lại chắc là chưa chơi rút bao giờ đúng không? Không phải là nó cứ hiện mấy cái hòn đá ở đấy nghĩa là nó là đá đâu. Đá đấy không nhặt được nhá. Từ từ. Chiến thuật gọng kìm. Từ phía sau đâm đít. Đấy. Từ từ rồi. Con ngựa đứng yên đấy cho bố.
Đứng yên, lỗ đít đây rồi. Lỗ đít. Ui. Mẹ. Nó đá hậu anh em ạ. Đá hậu tàu á? Đá hậu tàu á? Con mẹ sao đây? Chuyện đéo đang xảy ra ở đây đây. Ngựa bị chọc vào đít đau quá chết, đéo nằm được. Thốn quá. Mẹ trực thăng nó đang bay ở kia kìa. Mẹ đéo hiểu đang phá nhà ai. Ơ đít mà sao các anh em toàn chửi tôi. Sao các anh em chửi tôi. Ôi anh em ơi, mẹ chỗ này. Chỗ này là nhà thằng địa chủ đéo nào ý khiếp. Nó xây kinh lắm. Nhà thằng đéo nào đây mà kinh thế này. Mẹ tường bao nhìn cứ hiểu là thành quách của Trung Quốc thời xưa ấy. Ông Dũng chim bé lắm, đéo xứng đáng làm giáo chủ. Đọ chim ông. Thằng nào xây nhà. Ôi ôi, có thằng nó bắn nổ mẹ trực thăng kìa. Trực thăng bị chúng nó bắn nổ luôn rồi kìa. Vãi. Mẹ bọn này gớm quá. Thôi đi về. Mình trên răng dưới cát tốt đéo lên dây. Vào server anh em, vào phần community nhá. Vào server thì anh em vào root, anh em vào cái server phần community cho tôi. Sau anh em tìm đến cái server đây này, nó có cái tên như thế này này, hai cái chữ, ba cái chữ cuối cùng là một cái dấu gạch ngang, một cái chữ V ngược với cả một dấu gạch ngang nhá. Procedure map đây này. Nhớ chưa? Đây là cái sau khi anh em vào, sau anh em vào K22 cho tôi. Địa điểm là K22 nhá. Đéo ấy bắn nhau ghê thế. Có thằng nào xây nhà đấy xong bỏ hoang này. Nhà còn làm đến hai khóa em kinh. Thanh niên này xây nhà cũng hay phết nhở. Nhìn cái nhà trông đẹp phết đấy chứ. Mẹ. Nhà như cái tổ chim luôn. Có khi tôi phải phát huy nhà như này. Nhà đẹp phết lù. Ai đấy? À hello em. Hiếp. Dâu ria đéo bị bạc phách. Dạ dạ dạ. Thế là em. Dâu ria đéo bị bạc. Sao lại... Có mỗi cục đá. Đây đá đây em ơi. Đá đây em ơi, đá đây em ơi, đá đây em ơi. Ơ, xong à đây này. Rồi, đấy lấy đi em. 3000 đá đấy. Ít đâu.
Ờ sao lại server restart vãi cả Lin. Khốn nạn rồi, server restart rồi. Con mẹ, khốn nạn, khốn nạn. Không, reset thì không hết đồ nhưng mà phải đợi 15 phút sau mới vào được. Cố gắng về nhà nhanh trước khi coi như là bọn nó reset server. Reset server là chúng ta phải mất khoảng tầm 5-10 phút thì mới mất khoảng 5-10 phút thì mới lại vào lại server được. Mẹ, đéo hiểu sao mẹ. 5 phút à? À 5 phút thôi là vào được anh em ạ. À đây, rồi ôi thanh niên nhận được 3 cục đá đây. Đấy, tôi cho đá cái như là có được cái rìu để coi như là chặt cây luôn. Chả cảm ơn mình được câu nào. Anh Dũng vào server em chơi, em làm admin. À, rất là cảm ơn em nhưng mà anh éo vào bởi vì là anh không, anh chơi là anh muốn chơi, anh muốn giao đấu bọn nước ngoài mới fun, mới có mục tiêu để chúng ta chiến đấu, chứ còn toàn người Việt Nam với nhau còn kiểu như là chúng ta có quyền lợi quá nhiều ấy, chơi nó không còn cái yếu tố nó gọi là sinh tồn nữa, chơi nó phải có kẻ thù nó mới fun. Một trăm tám mươi giây nữa lúc đấy là xin tồn. Cái thằng đéo đã bắn nhỉ? À khiếp, nhà bây giờ nhìn trông lung linh không, nhà giờ nhìn lung linh vãi cả đái. Tôi nâng nốt cái này lên đá đã. Trước khi server restart nâng hết lên đá đã. Nào mày đi ra nhà ai? Đi ra. Mario kìa. Thanh niên Mario. Được một ngày thôi. Nào đi nướng tí thịt gà ăn nào. Từ hồi vào game đến giờ chưa có tí thịt gà nào ăn bao giờ. Khổ. Đấy, buôn làng người Việt bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu những cái nền móng đầu tiên của buôn làng người Việt. Rồi chào các em. Chào mọi người. Mọi người chia sẻ cho nhau đây đồ đây. Ui giời ơi. Đấy, chia sẻ cho mọi người một tí nào. Có mấy cái đồ rắc rác trong này thôi, ném mẹ ra luôn. Ai nhặt thì nhặt. Khổ cái. Tôi chết mất. Đây. Ôi thế thôi. Rồi, làm tí thịt gà. Anh ơi, anh có đẹp trai không? Anh đẹp trai lai chó em ạ. Cái gì đấy? À, sắp sửa reset đến nơi rồi. Tôi đang ngồi đợi nó reset thôi. Ăn đi em. Có thịt gà đấy. Ơ kìa, cái gì đây? Ăn đi các em. Có thịt gà đấy. Ăn đi. Thịt gà đấy.
Sắp sửa restart rồi, khổ anh em Thủy chưa kịp ăn. Mẹ, restart. Ôi giời ơi, mẹ đợi 5 phút anh em nhé. Đẹp VL da, da trắng mũi xanh cằm nhọn. Anh có đẹp trai hơn bọn Hàn không? Úi giời, bọn Hàn gặp anh mất mẹ điện luôn. Nào để lên xa, lên lên fan club Dũng CT trực tiếp game để xem là đường đời bất tận như nào nào. Đường đời bất tận biết xong chưa? Đâu làm gì có đường đời bất tận nào trong này. Sao anh em bảo đường đời bất tận làm xong rồi lấy đâu ra mà làm xong rồi đã xong đéo đâu. Sắp xong à? Hình quyển sách á? Đâu rồi xem nào. Lên trên đầu ấy hả? À đây trailer chính thức đây à? Ở đây xem, đúng rồi, xem trailer, xem trailer. Úi giời ơi. What the fuck? Lửa đã lan khắp nhà Linh. Đéo phải đánh nhau với ai kinh này. Kinh. Trailer làm tôi cứ tưởng là đang xem coi như là bom tấn điện ảnh của Hollywood. Khiếp. Có một vài đoạn mà tôi nhìn thấy, thí dụ như là coi như là có một đoạn nhà Linh bị cháy tôi nhìn thấy rồi. Còn đoạn đánh nhau tôi cũng đéo biết là nó có cái liên quan đến đánh nhau. Đường đời bất tận mới vào trang sách với sấm chớp ầm ầm đua xe rồi đánh thấm. Chưa xong. Để tôi vào tôi comment. Bật Unique nữa. Yêu cầu làm nhanh. Tối tôi còn chơi bấn lắm rồi. Trailer như kiểu mình đang xem tác phẩm Hollywood thật chứ. Làm xong rồi anh gửi anh Linh nữa thôi. Ok ok.
thật còn hơn phim điện ảnh ấy chứ. Phim điện ảnh là điếc. Tin nhắn. Từ tôi xem là làm nào để xem được cái phần đấy nhỉ, bởi vì mình không. À đây, tin nhắn đang chờ đây. Rồi đây, đang đợi tí nữa anh em kia sẽ gửi cho tôi được rồi, ok. Rồi chúng ta vào lại game. Được rồi. Tí nữa tôi sẽ lấy link. Tí nữa sẽ lấy link tải. Hẹn anh em tối nay chúng ta sẽ cùng xem là siêu phẩm Đường Đời Bất Tận kỷ niệm 2 năm sờ bướm. À kỷ niệm 2 năm cái trực tiếp game ở trên YouTube chứ nhỉ. Hy vọng là vào có nhờ đéo mất cái đồ gì. Ngon rồi, ok, lại ngon rồi. Anh em Việt Nam đâu cả rồi. Vào đây. Sắp chết đói thôi. Alo, alo. Bạn nào đang nhảy nhảy tương tương như khỉ cho tớ xin đi đồ ăn với. Đây, 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 trước mặt đây, đây. Hello, Tăng Trần. Xin đồ ăn với, tớ chết đói rồi. Ở trong cái đống lửa, ở trong đống lửa này em ơi. Có thịt gà trong đống lửa này. Vào đớp đi. Cả cuộc đời tớ sẽ không quên ơn bạn. Cảm ơn nhá. Ôi trời ơi khiếp. Thổ canh thổ cư coi như là cây cối nhiều vãi đái luôn. Đâu ở anh, chỗ nào anh? Trong này này. Đống lửa này. Có thịt gà đấy. Đấy, xem có thịt gà không? Đống lửa trong này này. Thôi. Game này bị virus sao nhỉ? Thằng này đéo vào nhanh cháy mẹ thịt gà rồi. Cháy rồi anh. Ờ cháy, cháy rồi, cháy rồi. Em khi bài chết tươi đi. Người lái đò sông Đà. Hay là chưa vào? Thủy chưa vào đâu, lúc nãy vừa ở trong này nhưng mà bị server restart set nên ra chưa vào thôi. Con trai và con gái đéo đâu được dựa đấy. Ủa cái gì đấy? Ôi, ai bảo đấy? Vãi cả lìn. Không thích với nhau anh em ơi. Đâu vãi cả đái. Này phải đoàn kết thật. Ông nào mic đánh rắm từ 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 nãy giờ. Đi ra đi lao động xây nhà đấy các em ơi. Buôn làng người Việt cần chúng ta lao động chứ không phải buôn làng người Việt cần các em coi như là ngồi coi như là tán gẫu ở trong nhà nhá. Kênh cu vẹo của anh sập được kìa anh Dũng. Cái mic này không phải mic của tôi. Có anh em nào bật cái ấy. Có anh em nào bật cái. Có anh em nào bật cái mic của anh em lên thành ra nó bị rè, không phải mic của tôi rè nhá. Đấy là mic của anh em nào trong game ấy. Anh Dũng ơi, cú bé sập rồi anh Dũng ơi. Sập đâu, anh đang xem sập đâu mà sập. Chúng mic vừa va vừa vẩn. Anh đang xem đây sập thế nào và sập vẩn mình. Bố láo buồn lời. Tự nhiên nó lại bảo là streamer đang đến. Thôi đi kiếm đâu đấy. Biết cần những gì hả anh? Làm đấu trường đi ăn dỗ. Tổ chức giải đấu. Vừa xong xong bây giờ lại lên rồi. Đấu trường đéo gì, đấu trường là bọn Nhật đi em. Đến giết chúng nó đấu trường đấy. Ở đây là mình, ở đây mình chơi giết bọn Nhật là ngon rồi. Đấu trường đéo nữa, đấu trường cho bọn Nhật thì em thích đấu trường em ra kiếm bọn Nhật có đấu trường cho em ngay. Nào. Ngọc Hiếu toàn bắn trộm. Ngon. Được đấy. Bắn trộm nhá, được Hiếu nhá. Hiếu chứ bẩn nhá. Đơ mơ thằng Hiếu. Hiếu là dai hay gái đây, sao để avatar gái dai hay gái đây? Chắc là người yêu rồi. Hiếu ơi. Và vật gái cứt. Thật gái có cu thì có.
Được rồi, bây giờ là căn nhà của tôi khá là ok rồi. Nói chung là bây giờ là nhà đã có à từ từ. Đờ mờ, mình có khu nhà riêng chứ nhỉ? Bít mẹ này mà. Ô bây giờ còn đéo biết được cái chỗ này nữa chứ, mình kinh chứ. Mấy cả lin. À hết gỗ. Tưởng gì gì. Nhà. Nhà có nghề làm gỗ. Rồi. Ở bây giờ đây là nhà riêng của tôi. Mình phải có nhà riêng. Đấy. Đây là khu nhà chung nhá. Nhà chung điền này tự vào. Đấy. Bên dưới là nhà riêng. Đấy. Thế chứ. Nhà. Ô, nãy có tính nhưng mà reset server lại mất rồi. Ở cái khu mà military à. Kể cả có thính thì cũng đéo lấy đâu các em ạ. À, hay là dình thính xong rồi team mình đi lấy quả thính đi. Tất cả trang bị vũ khí vào xong đi kiếm quả thính đi. Đấy có mà nó reset mất rồi anh ạ. À. Nãy ở military tunnel gì. À thế à? Ơ, tăng trần có quả mà, cây phương trượng đâu đẹp ấy. Đấy cái đấy đánh người được không? Phương trượng. Đánh người được không ạ? À. Coi có em Thủy 3G đang bị nhốt trong nhà. Ui giời ơi, ra đây. Ui, FBO Dragon giàu đấy. Đi ra nhanh. À? Thả em ra. Cú B mà anh em có coi như là mà không nhận thông báo thì tôi nói với anh em rồi. Anh em muốn nhận thông báo của Cú B anh em phải bật cái phần anh em phải cho phép nó thông báo trên điện thoại. Ví dụ như anh em dùng iOS chẳng hạn thì anh em vào phần setting notify ấy. Anh em cho nó cái quyền notify lên. Trong Android cũng thế, anh em phải vào chỉnh. Tổ sư ấy, thằng Ngọc Hiếu mẹ mở cửa đéo gì. Nó vào nhà tôi như điên. Ok. Ngọc Hiếu bị kích mẹ rồi, spam chat. Spam này. Mẹ nhà anh em đéo nào đây nhìn kinh này. Mẹ nhà nhìn trông mẹ gơi. Ủa anh em ơi, có tiếng súng ở gần đây, khốn nạn rồi. Tiếng súng ở đâu ấy à? Hình như là có thảm sát ở đâu ý. À anh em perlem, anh em bắn perlem bắn perlem bắn. You select to play e funny. À kinh quá nhở. Thế hóa ra là cái thằng Ngọc Hiếu này nó chỉ có mỗi chìa khóa của cái cửa trong anh em ạ, nó đéo có chìa khóa cửa ngoài. Ra nhìn lên lão bù lìu. Rồi, rất cảm ơn các anh em đã gửi energy, các anh em gửi đậu, các anh em gửi cái bất kỳ cái gì, tôi cảm ơn hết. Mặc dù tôi cũng chẳng biết là cái tác dụng của nó là cái gì. Khớp của anh em là xây cái hố xí đẹp thế. Mẹ, đã có hố xí rồi. Vãi đái thật. Từ, về rủ các anh em Việt Nam lấy thính đã. Ví dụ các anh em Việt Nam đi lấy thính không? Tập hợp đi lấy thính đi. Mang hết vũ khí theo. Có gươm dùng gươm
có đây 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 quốc đây dùng quốc ở à, đây rồi rồi give me ammo rồi cái nào bắn đây gì đây thằng đéo nó bắn nhỉ. Ôi mẹ như kia là hai thằng. Cẩn thận em ơi, Hiếu ơi đằng sau em ơi. Đằng sau Hiếu ơi của hai thằng đấy. Chạy chạy anh ơi, chạy 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 chạy. Mẹ. Buôn làng người Việt bị phát hiện rồi. Tôi về nhà đóng cửa trốn đây. Don't kill me, I'm from Vietnam. I'm very friendly. I don't have any item. Ôi trời ơi, con mệt. What? Châu Huệ Linh. Tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc. Khoảnh khắc cái chết của Châu Huệ Linh. Thằng Nhật nó giết tôi. May mà mình trốn vào đây kịp. Này thì đơn kiêu mi bọn Nhật nó mẹ khốn nạn lắm em ạ, đéo xin được nó đâu. Mưa vừa nói rất mồm câu I'm from Việt Nam nó bắn phát luôn. Em phải nói đéo là I'm from mẹ Mỹ. Energy đổi được bạc đổi được iPhone. Ôi thế à, mẹ nhìn vậy Nhật đó anh. Nó vừa ở đây sau ấy, nó tên là Miko-chan ấy, FBO ấy. Nó chạy đi rồi ấy, đấy 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 đấy, đấy. Ồ chết cụ mày đây, chết cụ mày đây con chó. Hay lắm. Để tôi xin cái cung nhá. Nó chết chưa? Tuyệt vời. Nó chết chưa? Cái cung của tôi đi cơ mẹ. Hô solo đồ tôi, hô solo đồ, hô solo đồ đâu để yên đây. Con cung này tôi đéo biết bắn đâu. Đấy tôi vứt cung ra, nhặt được thì nhặt này. Đây đây đây. Ra ngoài đi anh ơi, tít ngoài đây mà anh đéo ra chủ nhặt mẹ hết rồi. Ở đây nè. Cung. Khốn nạn. Từ bây giờ là em ơi, đéo đào bao nhiêu người. FBO Dragon ơi, bây giờ em là niềm hy vọng duy nhất của cái chỗ này, nên là em đừng để em chết. Em mà chết là bây giờ bọn Nhật nó sẽ mò ở đây nó trả thù. Có. Nên là em tốt, anh nghĩ là em nên có tìm ông đưa tôi cung đi. Em nên tìm chỗ nào để em ẩn nấp đi, khi nào mà có ai gọi cứu thì em ra cho em đứng ở đây nó bắn chết em một cái thôi. Đập trốn luôn đấy. Tối đi không nó úp sọt đâu là xong là hội mình nát đấy. Để cho dân thường chết đấy, ông bây giờ là ông bây giờ là chủ sĩ mẹ này. Thật. Thôi anh em về nhà đóng cửa bảo nhau thôi. Anh cũng chỉ là con gái của. À, nhầm. Chiến mẹ nó tranh rồi. Khiếp. Buôn làng người Việt mới bắt đầu có những coi như là thành quả đầu tiên thì kẻ địch đã đến. Mẹ kẻ địch thính như mẹ cú. Kinh thật. Khán giả đấu sĩ vãi cả lìn. Thanh niên Ngọc Hiếu đã xây coi như là hai đường lên cho cả khán giả đấu sĩ vào đây để chiến nhau. Ôi, khiếp. Giáo đường thật rồi. Cứ để đến khi nào mà coi như là team Việt Nam mạnh rồi, bá chủ cái server này thì chúng ta sẽ tổ chức giải đấu sau. Còn bây giờ kẻ thù khi mà vẫn còn rất đông thì phải quan tâm về vấn đề gọi là làm nào để sống trước đã. Stop ok. Nó bắn kìa, nó núp ở trong đá, nó bắn trộm ấy, cẩn thận đấy. Đá nào em, ở chỗ nào, đâu, nó đâu. Ngọc Hiếu ơi, ra cứu anh em Việt Nam, nó bị nó bắn em ơi. Nó đưa vào trong đá đấy. Anh em săn chết mẹo đấy. Ờ, FBO cẩn thận nhá. Quay. Trời núp đấy.
chó Nhật rồi, mẹ nó sắp chém chết tôi rồi. Người bảo hộ của team Việt Nam đâu rồi? À chết rồi à? Cứu anh game ơi, cứu anh, cứu anh, cứu anh, cứu anh, cứu anh. À rồi, rồi cảm ơn các em, cảm ơn các em, nó chết chưa? Mày thằng mất dậy. Ngon. 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 Thôi về nhà tĩnh dưỡng thôi. Bị thương nặng quá. Về tĩnh dưỡng thôi. Về tĩnh dưỡng cho tăng máu. Mẹ bọn Nhật chó má. Let's live together. Make love not war. Miko-chan là em nào kia? Miko-chan là gái à em? Ôi vậy luôn. Đéo ở bên ngoài bắn nhau kinh thế. À hóa ra là bà Miko-chan bà bắn chết ông Linh ạ. À. À gái thật à? Gái thật à? Tán thôi. Miko-chan, anh yêu em. Sinh thế. Anh nhiều vợ rồi, vợ nào? Anh ly dị hết rồi. Anh chỉ yêu mình em. À, kiểm lại mấy cái đồ quý giá tôi về tôi cất ở trong này. Đéo nên ba mấy cái đồ quý giá này. Về cất mấy cái đồ quý vào đây đã. Dìu giết em. Mũi tên. À mũi tên này gì được. Cho lại gỗ vào đây. Được rồi, còn lại toàn đồ vớ vẩn thôi. Bạt cho vào đây. Cho hai quả này vào đây để phòng cái lúc mà chúng nó có tấn công thì mình có cái chỗ trú ẩn trong này, mình có cái để ăn. Anh em thấy tôi tính sao? Giáo chủ khác tính rất xa. Mẹ ơi tôi chết thằng nào lấy mẹ mấy cái giáo của tôi rồi. Đúng là một tấc đất bốn thằng năm thằng cái trộn. Ghê vãi loèn. Trêu tí hi hi. Ngân là Rico-san à? À đây chính là Ngân à? À đâu? Anh đây. Thằng nào bắt nạt em? Bảo anh. À, ra đây em cho giáo này.
cho Trịch thì ra. Rồi, tiếp tục đi lao động thôi anh em. Bây giờ là phải đi bây giờ mục tiêu tiếp theo của tôi là làm cái lò nướng. Làm cái lò để từ từ. Mục tiêu tiếp theo của tôi là làm cái lò này. Đấy, mà làm cái lò này là chúng ta phải có đá, có gỗ và có cái low grade fuel đây này. Mà cái low grade fuel là mình sẽ làm bằng cái đây, làm bằng mỡ động vật. Đấy. Craft thôi. Là tôi sẽ làm được cái lò. Sau khi có lò xong thì mình sẽ nung mấy cái sắt thép lên để bắt đầu nâng nhà lên nhà thép. Đầu tiên là cái cửa phải nâng lên cửa thép trước để nó không phá được đã. Nó đi tìm động vật đi săn thôi, săn thú thôi. Biết thấy lúc nãy có mấy thằng kia chết, mình ra mình chặt, mình chặt xác nó để mình kiếm một tí coi như là mình kiếm một tí mỡ để mình làm fuel. Đen thế. Có ông làm lò rồi kìa anh. Làm rồi kệ mẹ ông ấy chứ. Quan đéo đến tôi. Lò ai người đấy dùng chứ. Lò càng to thì càng nhiều người dùng chứ. À thủy có à? Thủy có lò à? Nhà có địch kìa. Tôi vừa mới đi một phát là vắng bóng giáo chủ phát là bọn địch nó. Họ đến nó định hiếp dâm cho anh em Việt Nam ngay. Ôi dồi ôi. Ôi nó chết rồi. Có thằng Nhật ở đây nó chết tôi rồi. Khốn nạn thì có bắn đâu. Khốn nạn đồn đồn kia mi. Đồn kia mi. Ôi dồi ôi. Thằng chó nhá. Ê. Cứu anh các em ơi. Nhật nhá, nhớ tao đấy. Mày ra đây. Con chó Nhật ra đây. Con chó Nhật kia đúng không? Việt Nam hay Nhật đây? À anh nhầm. Anh tưởng là bọn Nhật. Ờ à, rồi chào em. Lúc này có thằng nó bắn anh kinh vãi. Nói chả nghe được cái đéo. Ôi dồi.
Cảm ơn em, thế em dùng cái gì? Cảm ơn em. Mic của thanh niên đấy hỏng mẹ rồi. Ngon. Thank you em nhá. Ôi dồi ôi. Có mẹ lo rồi. Thôi về thôi. Kìa, có ai ra cứu Thu Thanh kìa. Bây giờ phải có cách nào đấy để các anh em Việt Nam phải có một cái đồng phục chung thôi. Như nào đấy để nhận ra là người Việt. Chứ không thế này, vậy đéo biết đâu là giặc đâu là phe mình vẽ luôn. Khổ vãi cả lìn. Có khi phải có cái cách này này. Các anh em Việt Nam đội quả bí lên đầu để phân biệt, chứ không biết đéo được ai. Có cách nào đấy để rồi đây anh em, sau một khoảng thời gian đi kiếm đi giết rất là nhiều con vật, kiếm được mỡ và các thứ, tôi đã chế được cái lò rồi đây. Đấy, anh em thấy tôi giỏi không? Bây giờ tôi sẽ cho sắt thép vào đây để nung thôi. Ta nung thôi, ta nung sắt, nung thép thôi. Thức ăn thừa chữ vào đây. Đó, được anh em cái cho cái áo. Thừa ra cái quần. Cho cái này vào đây. Cho cái này vào đây. Đá. Cho đá vào đây. Cung. Cất cung vào đây. Xăng dầu cho vào đây. Hai quality này được. Lại cái đéo gì đây? Làm bộ giáp xương nhỉ? Làm bộ giáp xương để bảo vệ mình cái cho ngon. Chứ mặc cái kia có vẻ là đéo được ngon lắm. À đây. Anh em đội mẹ bí hết rồi. Từ từ đợi anh tí, anh đây đội bí nhá. Để từ anh về anh đội bí từ từ đã. Mẹ cả nhà cửa quả bí đúng rồi. Về đội bí đã. Đấy. Đấy mẹ. Dấu hiệu người Việt ngon ngay. Đấy. À, cái mũ này bỏ mẹ đi thôi. Bí. Ai mà không đội bí lên giết hết. Đề nghị anh em đội bí lên đầu. Đéo đội
sẽ bị cắt chim. Ban phát. Giáo chủ đang đứng vào ban phát. Anh em thấy không? Đấy. Riêng anh em FBO Dragon thì không phải đội bí, bởi vì là đây là hộ pháp bảo vệ cho làng, cho nên là cần phải có sự coi như là giáp trụ ngon nhất có thể, cho nên là không bắt anh em đội bí. Riêng anh em FBO thì không cần đội bí nhá. Nói nhiều và lời. Thằng nào bảo nói nhiều ấy? Mày bắn chết rồi. Đăng Trần rồi, chào em. Có bí cho em. Đi tìm bí đội đầu nhanh. Anh bắn đổ sọ bây giờ. Ô. Mỡ người này. Mỡ đây rồi, mỡ người đây rồi. Chúng giết người. Nó là thằng Nhật giết người nào? Lấy là có hai cái mỡ người, lại còn lấy cái đầu lâu mới nhục tôi. Tôi ném mẹ mấy cái này đi. Có vẻ yên bình rồi đấy. Sau một cái khoảng thời gian coi như là bị bọn Nhật Bản tấn công thì có vẻ như là server bắt đầu yên bình rồi. Cuộc sống của buôn làng người Việt bắt đầu có những cái coi như là những cái thành quả đầu tiên. Từ để xem nào. Animal Fest ít quá, mẹ bây giờ phải đi kiếm được. Phải đi giết được thú chứ không có. Từ từ vào, vào đi làm lấy thêm, phải làm thêm cái lò nữa chứ có mỗi một cái lò hơi ít. Up lên YouTube á. Để tối nay nhá. Có gì tối nay. Tối nay rồi. Tối nay chơi xong đã thì tôi up. Hy vọng là clip này là không bị lỗi như hôm trước. Mẹ tới đêm mẹ rồi đi đéo được nhở? Sao anh đi đâu ấy cũng đi theo anh thế hiếu? Gì vậy? Có thằng Nhật em ạ. Có thằng Nhật em ạ. Có thằng Nhật. Thằng kia phải Nhật không? Anh Dũng ơi. Em Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bí đâu? À em có mũ sắt à? Ờ rồi. Ok ok ok. Em rồi chào em. Rồi chào em. Chào anh. Rồi ok. Em có mũ 3 đây rồi, anh nhớ rồi. Một đứa có mũ 3. Bây giờ có khi là sắp tới phải nâng lên. Ok chứ. Anh lấy em cho anh mũ 3 để em được bí cho. Thủ lĩnh phải đội mũ 3 anh ấy. Thủ lĩnh phải đội mũ 3. Ơ à, thôi em cứ đội đi, không cần đâu. Em cứ đội đi, vấn đề gì đâu. Thằng Mario nó bắn em kìa. Miko-chan bị thằng bỏ mẹ nó bắn. Mario à? Mario là Mario Việt Nam anh ạ. Mario Việt Nam anh ạ. Mario là Việt Nam. Thôi đi về nhà thôi. Về nhà sinh hoạt cộng đồng các em ơi. Về nhà sinh hoạt cộng đồng nào. Về nhà sinh hoạt cộng. Mẹ bố nào ngồi nấp ở đây này. Đâu rồi? Đây 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 đây. Mẹ
Nhà đéo như mê cung này không biết, khiếp quá thì mất. Thằng nào ngồi đây này, quý rắc, ngồi đây. Chuẩn bị tất cả ở đây đồng thanh chúng ta hát một bài. Ai có mic thì dùng mic, ai không có mic thì gật gật đầu. Hoặc là coi như là nhảy múa, coi như là cho nó có tinh thần nhá. Từ từ để anh làm cái tí lửa lên quẩy phát đã. Cậu cô bên Dũng ơi. Nào bây giờ tôi cho anh em lựa chọn là hát bài nào để bọn tôi. Thôi, anh em thích bài nào nào? Buôn làng người Việt đêm rồi, bây giờ có đi thì cũng đéo đi làm được cái gì. Thôi ngồi đây quẩy, ôi chết rồi, hết mẹ rồi. Vãi cả lìn. Tắt ngay đi. Tắt ngay đi. Được đấy, được. Đâu rồi quả nhạc, mẹ quả nhạc sàn vừa mới bật lên, bật tiếp đi. À đây Miko-chan đây rồi. Rồi chào em Miko-chan. Hello em. Ở đây có mỗi bạn gái Miko-chan cởi quần áo ra quẩy đấy. Nhà bọn Nhật ở V7. Rồi. Nhà bọn Nhật ở V7. Rồi. Tên chết mẹ mất. Căng cực, căng cực. Thậm chí nội hết mẹ nhạc rồi, hai thằng này vẫn đang quẩy. Đéo hiểu quẩy cái đéo gì. Hết nhạc rồi em ơi, quẩy cái đéo nữa. Quẩy nhiệt quá, hết con mẹ nhạc rồi vẫn quẩy, đéo hiểu quẩy cái đéo gì, khổ lắm. Chết đi mẹ. Nhà không biết nó hậu ở đây này. À, xin lỗi. Ông ơi, ông ơi. Ai có đồ ăn thì ông cho tôi xin miếng với. Ai có đồ ăn không?
Cảm ơn nhá. Mở cửa. Tắt đuốc đi các em ơi, có địch. Báo động có địch, tắt đuốc, tắt đuốc, tắt hết đi có địch. Tắt đuốc, tắt đèn đi có địch. Công an đến. Công an đến, công an đến. We are friends, please don't fight. Việt Nam Miko chan là con trai à hay con gái đấy? Yêu cầu. Don't shoot. I want to cool. I want to cool. Miko chan ngay. Cái gì đây? Cớm đến rồi các em ơi, cớm mẹ. Cớm đến rồi các em ơi, cớm. Cớm đến rồi các em ơi, cớm. Ghê vãi cả lìn. Chỉ là con gái thôi, đừng giết anh. Không phải là mic vọng đâu mà bố ấy bật loa ngoài, nó bị vọng lại. Bố bật loa ngoài. Thôi. Ghê vãi cả loẹt. Tiếng nhạc nghe muốn mẹ về tự vấn với lìn. Hề. Đau đầu bánh cứt. Đau đầu bánh. Có thằng có thằng tàu hay là nhật tì nói chửi. Fuck your offline rat. Đéo ai offline rat của chúng mày. Ơ sao tưởng trong này, à đây rồi. Ồn thế. Trời ơi, cái đéo ở trong nhà. Xe lấn quá. Đi về đông đất của mẹ rồi. Đây rồi. Mì chưa chán em đi. Mì chưa chán em đi. Sao bắn anh hả? Sao bắn anh hả? Đéo có gỗ để đốt à. Nhà tối om tối xỉ. Vào đây tí gỗ để đốt đã anh em ạ. Khổ lắm. Ông nào trước mặt tôi cho tôi miếng ăn đấy. Ông nào đấy? Trước mặt cho ông tôi. Ông Thủy à? Ông Thủy à? Okay. Ok ok. Ok. Rồi. Ôi giời ơi, mẹ. Thắp được cái đèn lên. Cho tôi miếng đến thịt sống à? Ăn được không? Zei hack in zip server. Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, Detsu. Betonamu. À. Betonamu là cái mẹ gì? À cậu làm giết tôi đấy. À cậu làm giết tôi đấy. Đi làm việc thôi. Sáng rồi đi làm việc thôi. Sáng rồi đi làm việc. Tắt nhạc đi. Tôi yêu cầu tắt nhạc đi làm. Đã đến giờ đi làm nhá. Đã đến giờ đi làm nhá. Yêu cầu tất cả coi như là đi lấy thính đây. Lấy thính không? Có team nào lấy thính không? Mất thính rồi. Mất tại rồi. Mất thính rồi. Ui giời. Ông nào bật loa ngoài ông tắt đi nhá. Khiếp, tôi toàn nghe thấy giọng tôi bị vọng thôi. Nếu bắn nhau gì đây? Nhau kìa. Ai bắn nhau đây? Có địch anh em ơi, có địch thì sao ý?
bọn chó Nhật. Ủa nó vừa bắn anh ạ, bọn nó còn biết là mình sẽ đội cái quả kia lên đầu để giả vờ là người Việt cơ các em ạ. Đòn đấy của anh em mình bị phát hiện mẹ rồi. Ghê vãi lìn. Thằng kia là team Nhật mà, mẹ nó còn biết cả cái đòn nó đội cái quả bí lên đầu để mẹ không để để bọn tôi tưởng nhầm là người Việt Nam. Ghê vãi lìn. Bọn khôn thật. Trà trộn rồi. Bỏ mất dậy cũng trà trộn rồi. Ai gọi cửa đây? Sao Ngọc Hiếu bây giờ, sao Hiếu ơi, sao bây giờ em lại trần chuồng thế? Anh ơi cho trốn nhờ anh ơi, cho trốn nhờ anh ơi. Rồi, vào đi em. Vào đi em. Địch đâu rồi? Rồi, thank you em, tốt. Ôi dồi ôi. Chết rồi, lò tắt mẹ rồi. Thằng nào lấy hết cả có nhà đồ sắt đồ thép tôi để cho mày rồi. Va vẩn. Anh Dung ơi. À đây rồi. Đây anh, đây anh, đây anh, đây sao các em? Anh Dung ơi. Ú em nó giết em, Kiều ơi. Em giết Trung Quốc với Thái Lan đi. Trung Quốc với Thái Lan á? Trung Quốc, Thái Lan thì... Vâng. Giết làm gì? Từ từ anh đi xử lý bọn Nhật trong server đã, xong rồi anh ấy sau. Anh danh xin tí tiết em này đã. Đây là ai? Kiều ơi. Buôn làng ở đâu anh em ơi, bây giờ sơ ngào mới mò mặt vào. K22. Chiến thắng chưa anh em? Chiến thắng chưa? Chiến thắng chưa anh em? Thua sắc mặt. Hả? Thua sắc mặt rồi. Thua sắc mặt à? Thua sắc mặt rồi, nó bắn ghê lắm. Thế à? Úi dồi, này. Thôi về chúng ta phòng thủ đi các bạn, xây nhà phòng thủ đi. Kệ chúng đó, nhà chúng nó ở chỗ nào đấy? Thế nào, trông anh em sĩ phan. Nó dụng đẹp trai á. Đẹp trai lắm em. Quá đẹp trai luôn. Người Việt bọn em đội cái bí lên đầu nhá để con biết. Anh em... Từ xem mình có đủ cái mỡ để làm thêm cái nữa không. Có vẻ đủ rồi đấy. Tôi đi chặt thêm tí gỗ. Đi kiếm gỗ với cả kiếm đá về. Thôi đánh nhau thế thôi. Chúng ta quay về với lại cái việc coi như là đi kiếm gỗ kiếm đá. Tôi có đủ cái ấy để có thể làm được ấy rồi. Tôi có đủ từ từ về đóng cửa nhà đã. Nhà thông thông thông.
Rồi làm được cái cửa rồi anh em ơi, làm được cửa sắt rồi, very good. Làm cửa sắt. Rồi, tôi đã có cửa sắt. Phòng thủ ngay. Khóa cần có út. Lấy một ít út trong này ra. Bà ngoại anh cũng ở Nhật đấy giờ. Cái gì đấy? Rồi. Cái gì đấy? Cứu. Nhiều đá nhở, cho đá vào đây đã. Tám cái này. Tám cái này gộp với cái này. Rồi tôi đi kiếm gỗ với kiếm đá đã. Chặt thêm gỗ về đã. Đấy, người cho em lúc nhờ với. Lê công bay ấm mía nhở? Nấp à, lên trên nhà em, khu nhà sinh hoạt ở trên cơ mà em. Ở đây núp không an toàn anh ạ. Đây còn không an toàn. Ở trên núp không an toàn. An yên tâm, lên đây an toàn lắm. Anh làm cho một toàn. Ôi dồi ôi, sao lắm xác chết này? Sao không ai lấy mỡ? Ngọc Hiếu bị giết rồi này. Tranh thủ lấy animal phép ngay. Ok, có khi hôm nay trên đây thôi anh em nhá. Để tôi chào các anh em Việt Nam phát đã. Thôi tôi nghỉ đây. Các anh em tiếp tục chơi nhé. Mai ngày kia lại chiến tiếp. Bye bye anh em. Bye bye. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Cảm ơn các em đã donate, đã gửi energy, đã gửi đậu, đã gửi bắp, đã gửi bất kỳ một cái gì. Cảm ơn các anh em ở trên Cube TV. Tôi sẽ còn tiếp tục cái series này khi nào tiêu diệt được toàn bộ bọn Nhật trên cái server này. Phần này là về cái thành công ngày hôm nay ý. Đó là buôn làng người Việt đã bắt đầu có một cái nền móng rất là vững chắc. Coi như là đã bắt đầu chống chọi được với những cái đợt tấn công bọn Nhật. Thậm chí còn truy quét cả chúng nó luôn. Rất tốt nhá. Ok, rồi. Bye bye, see you again. Clip tôi sẽ up bên sau nhá. Bye bye.